Thùy Chi, giọng ca thanh xuân của biết bao thế hệ học trò. Nhắc đến cái tên Thùy Chi, hẳn trong tiềm thức không ít người sẽ vang lên giai điệu ngọt ngào của hàng loạt ca khúc như Mưa, Xe đạp, Giấc mơ trưa. Có thể nói, đối với thế hệ 8X, 9X, cô gái với giọng hát trong trẻo đầy nữ tính này đã mang đến một mảnh ký ức thanh xuân dịu dàng mà không một ai đành lòng lãng quên. Nàng họa mi online. Thùy Chi có tên đầy đủ là Trần Thùy Chi, cô sinh ngày 4 tháng 5 năm 1990 tại Hải Dương, xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, khi cả cha và mẹ đều làm việc trong ngành văn hóa nghệ thuật tại Hải Dương. Từ nhỏ, Thùy Chi đã có niềm đam mê và năng khiếu nghệ thuật đặc biệt. Nhận thấy năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh của con gái, năm lên 6 tuổi, Thùy Chi được gia đình cho theo học piano. Đến năm 9 tuổi, cô gái nhỏ bắt đầu theo học piano tại Nhạc viện Hà Nội. Ước mơ của cô lúc ấy và cả sau này là được trở thành giảng viên piano. Thùy Chi lần đầu được công chúng biết đến khi đoạn cover ca khúc Giấc mơ trưa của cô được một người bạn đăng tải lên Internet. Ngay lập tức, giọng hát cao phút trong trẻo này đã gây ấn tượng với nhiều bạn trẻ yêu nhạc lúc bấy giờ. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục cho ra đời Chờ anh trong cơn mưa, giai điệu tình yêu, cây vĩ cầm, đêm nằm mơ phố và nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Có một giai đoạn đi đến đâu cũng dễ dàng nghe được nhạc của Thùy Chi, một hiện tượng mạng được người hâm mộ ưu ái gọi với cái tên Họa Mi Online. Bên cạnh đó, Thùy Chi còn cùng bạn học là Minh Phương tham gia chương trình Tuổi đời mênh mông và giành giải nhất. Cô cũng cùng Minh Phương thành lập nhóm TSD Band, tiếp tục tham gia và giành giải đặc biệt trong cuộc thi ban nhạc của học sinh sinh viên toàn quốc năm 2005. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Thùy Chi từng đạt nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2008, được ca sĩ Giấc mơ trưa đã nhận được giải thưởng ca sĩ được yêu thích nhất của tháng tại lễ trao giải bài hát Việt. Một năm sau, cô nằm trong top 10 ca sĩ được yêu thích nhất năm tại làng Sóng Xanh. Không chỉ biểu diễn trong nước, Thùy Chi còn ra nước ngoài để tham dự một số cuộc thi. Cô cùng đoàn hợp xướng Việt Nam giành được huy chương bạc vào năm 2010 và huy chương vàng vào năm 2011 tại cuộc thi hợp xướng quốc tế. Năm 2013 tại Đức, dàn hợp xướng này cũng đã đạt được giải vàng bảng dân gian. Giọng ca thanh xuân của bao thế hệ. Đa phần ca khúc do Thùy Chi thể hiện đều mang âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ đi vào lòng người. Bước ra từ thế giới ảo, nhưng cô nàng vẫn giữ được sức hút khi tham gia vào những dự án song ca bên cạnh các nghệ sĩ trẻ lúc bấy giờ như Quang Bi, Tuấn Anh hay nhóm M4U. Với các ca khúc Cho Em, Xe đạp, Mưa, Phía cuối con đường, họ cùng nhau dẫn dắt khán giả qua từng cung bậc cảm xúc, khi thì nhẹ nhàng, lúc lại trầm lắng, có hạnh phúc dịu ngọt mà cũng lắm lúc nỗi buồn miên man, nhưng tuyệt nhiên không nhuốm màu đau khổ, bị lụy. Thùy Chi thuộc số ít những nữ ca sĩ sở hữu giọng hát cao phút hiếm có, và cô biết cách để biến nó trở thành dấu ấn in đậm trong tâm trí người khác. Từ một cô gái thu âm những bài hát chỉ vì thích, sau đó được đưa lên mạng, Thùy Chi phục sáng trở thành thanh xuân của biết bao khán giả, những người đã và đang trong độ tuổi học trò, với hàng loạt những ca khúc như là Kỷ niệm thân thương, Áo trắng đến trường, Xe đạp, Mưa. Hơn 10 năm trôi qua, Thùy Chi và những ca khúc kể trên chưa bao giờ rơi vào quên lãng, mà ngược lại, cứ mỗi mùa bế giảng là mỗi lần những ca khúc ấy lại vang lên. Ca từ những bài hát mà Thùy Chi thể hiện như nói hộ nỗi lòng của những ai sắp phải xa mái trường, thầy cô, bạn bè, gói hết kỷ niệm hơn 1.000 ngày ngồi dưới mái trường cấp 3 thân yêu. Sẽ thật thiếu sót nếu như nhắc đến Thùy Chi mà không nhớ tới sự kết hợp cùng với những chàng trai M4U. Sự nhẹ nhàng, du dương, mềm mỏng của Thùy Chi có lẽ chỉ thực sự hoàn hảo đến độ thôi miên người nghe khi hòa cùng chất giọng mạnh mẽ nhưng không kém phần cảm xúc của M4U trong các ca khúc như Mưa, Xe đạp. Họ đã làm nên điều đặc biệt nhất, đó là lưu giữ cả một thời thanh xuân của người nghe bằng âm nhạc. Thời thanh xuân ấy có hàng cây xanh, gốc sân trường và có cả mối tình đầu không thể nào quên. Đã quá lâu rồi, sau những kỷ niệm mái trường, kỷ niệm thân thương, mong ước kỷ niệm xưa, lứa tuổi học trò không có thêm quá nhiều ca khúc mới để cùng nhau ngâng lên trong khoảnh khắc thiêng liêng trong ngày chia xa. Như thấu hiểu được điều đó, tháng 5 năm 2018, Thùy Chi cùng với Tiên Cookie đã dành tặng lứa học sinh cuối cấp sắp phải chia tay bạn bè, nhà trường để bước tới ngưỡng cửa đại học một ca khúc đầy xúc động mang tên Mình cùng nhau đóng băng. Chia sẻ về việc lựa chọn kết hợp với Thùy Chi trong ca khúc mới, chính Tiên Cookie cũng phải thừa nhận Thùy Chi là ký ức thời học trò của rất nhiều bạn trẻ thế hệ 9X. Chính vì thế có thể nói ngoài Thùy Chi, không ai có thể hợp hơn trong việc thể hiện ca khúc này. Chất giọng cao phút trong trẻo ngọt ngào của Thùy Chi khi thể hiện
khiến cho ca khúc này thêm phần xúc động, lấy đi nước mắt của bao cô cậu học trò trong những ngày mùa hè tháng năm. Với mỗi thăng trầm đã qua trên đường đời, ta thường chọn cho mình một giai điệu thật riêng biệt để đắm chìm vào từng lời ca và thả cảm xúc vào từng nốt nhạc. Âm nhạc của Thùy Chi cũng vậy, sẽ mãi là một món ăn tinh thần đầy xúc động để nhắc nhớ người ta về một thời cấp sắc tới trường, bên bạn bè, thầy cô với bao kỷ niệm thân thương. Và đây cũng là lý do mà người ta hay nhắc tới Thùy Chi bằng danh xưng đầy ưu ái, thanh xuân của tuổi học trò. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên ghé thăm kênh mới của nhóm, chuyên tổng hợp những video hay nhất về doanh nhân, thông tin chi tiết bên dưới video. Từ cô nữ sinh mộc mạc đến hình tượng xinh đẹp, dịu dàng. Nữ hoàng cover, diva mạng, họa mi online là những danh xưng mà khán giả ưu ái dành cho Thùy Chi. Và có lẽ cô là hàng hiếm của âm nhạc Việt Nam khi nổi tiếng bằng chính sự đam mê, được khán giả yêu thích bằng tài năng mà không quan tâm đến ngoại hình của cô từ những ngày mới vào nghề. Thùy Chi vốn nổi tiếng là nghệ sĩ giản dị, cô không thường xuất hiện trước truyền thông và cũng ít nhận những show diễn cần lộng lẫy. Từ nhiều năm trước, khi Thùy Chi vẫn còn là một cô gái tuổi teen, cô đã sở hữu chất giọng vô cùng đặc biệt, trong trẻo cao phúc. Đây cũng chính là lý do giúp cho cái tên Thùy Chi đứng vững trong làng giải trí nhiều năm trời, dù ngoại hình của cô không mấy nổi bật. Ngoại hình của Chi thì hơi mũm mĩm, cộng thêm với thói quen để mặc tự nhiên, ít trang điểm, ngay cả khi lên sân khấu khiến cô trông có vẻ kém sắc so với những ca sĩ khác. Chính vì vậy thì nữ ca sĩ đến từ Hải Dương đã tạo ra một sự khác biệt với phần còn lại trong showbiz. Thùy Chi cũng kín đáo chuyện đời tư, hiếm khi nhận lời phỏng vấn từ truyền thông. Tuy nhiên, sự thay đổi chóng mặt của Thùy Chi kể từ năm 2016 đã khiến cho nhiều người bất ngờ. Sau một thời gian ở ẩn, cô đã xuất hiện với vẻ ngoài khác hẳn so với trước kia. Nữ ca sĩ giảm cân đáng kể khiến cho ngoại hình thay đổi, cùng với một phong cách ăn mặc trang điểm ấn tượng hơn. Sự thay đổi của nữ ca sĩ nhận được sự đồng tình của người hâm mộ, vì ai cũng hiểu rằng muốn tồn tại lâu trong showbiz, ngoài tài năng, ngoại hình cũng là một lợi thế vô cùng quan trọng. Không còn hình ảnh về một ca sĩ mẫm mỉm, Thùy Chi duyên dáng và trẻ trung hơn. Bạn bè cho biết ở đời thường, nữ ca sĩ 29 tuổi vẫn thích sự đơn giản. Cô chỉ trang điểm và mặc cầu kỳ hơn khi đi diễn hay là chụp ảnh quảng cáo. Người nghệ sĩ đứng ngoài showbiz. Thật khó để tìm ra những ca sĩ nói không với truyền thông, và Thùy Chi là người hiếm hoi làm được điều đó. Trong hàng loạt những ca sĩ chạy theo dòng nhạc thị trường, theo thị hiếu của khán giả thì cô không có quá nhiều sự thay đổi, hoặc có chăng cũng chỉ là trưởng thành hơn trong giọng hát. Với Thùy Chi, dù bất cứ lúc nào, là bài hát nào, nghe bao nhiêu lần thì mọi cảm xúc trong cô truyền tải đến khán giả đều nguyên vẹn. Đó là điều đặc biệt mà không phải ai cũng làm được. Trải qua một thời gian dài từ những ngày chỉ phu vơ với những ca khúc trên mạng cho đến khi đã được giới chuyên môn đánh giá cao về giọng hát, thì cho đến hiện tại, cái tên Thùy Chi vẫn giữ được độ hot của mình. Điều bất ngờ là cô không giống như nhiều ca sĩ khác khi họ phải cố gắng có sản phẩm liên tục, phải thay đổi dòng nhạc để khán giả không nhàm chán hoặc sợ bị khán giả quên đi. Thùy Chi đi ngược lại với tất cả, cô không ồ ạt ra sản phẩm mới, không cần phải sở hữu ngoại hình xinh đẹp hay sexy, mà chỉ là một cô nàng đơn giản nhẹ nhàng. Cô mộc mạc trong âm nhạc, mộc mạc ở ngoại hình và mộc mạc cả trong tính cách. Ấy vậy mà người ta lại càng yêu cô hơn, chỉ cần giọng hát đầy cảm xúc, cao phúc của Thùy Chi cũng đủ thay thế cho mọi chiêu trò trong thế giới showbiz đầy rẫy những thị phi này. Ở thời đại công nghệ số và bùng nổ thông tin này, đa số các ca sĩ trẻ nổi tiếng là nhờ truyền thông hay những chiêu trò, thì thật hiếm có ai như Thùy Chi, một trong số rất ít các ca sĩ nói không với truyền thông trong gần ấy năm qua. Cho đến hiện tại, cô vẫn rất hạn chế xuất hiện trên báo chí truyền thông. Cô đã lui về với công việc là một giáo viên thanh nhạc. Có chăng những lần được báo giới nhắc tên cũng chỉ là sự thể hiện của những người yêu thích nhạc Thùy Chi, mà cô không phải chủ động hay có mong muốn đánh bóng tên tuổi. Ngay từ đầu, Thùy Chi đã xác định bản thân đứng ngoài showbiz, chỉ đem giọng hát để phục vụ khán giả và hát vì niềm đam mê của mình. Cứ lâu lâu lại xuất hiện một bản cover mới của cô và ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Đâu phải vì một MV được đầu tư tiền tỷ với những cảnh quay long lanh, chuẩn bị hoành tráng mà chỉ cần giọng hát của cô và cây đàn piano. Thậm chí nhiều người còn không ngại nói rằng, nghe Thùy Chi hát, họ đã yêu những ca khúc mà mình từng ghét. Vậy chẳng phải Thùy Chi có một giọng hát hay một sức hút đặc biệt khác người sao? Đầu năm 2018, Thùy Chi và Đức Phúc đã cho ra mắt ca khúc Thương Nhau Nhé. Đối với nhiều khán giả, đây là tín hiệu đáng mừng khi thần tượng của họ đang dần dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động nghệ thuật.
Trải qua gần ấy năm, dù ca hát không phải là đam mê duy nhất và ít ra mắt sản phẩm hơn hẳn bạn bè đồng nghiệp, nhưng có thể thấy Thùy Chi chưa khi nào mất đi tình cảm từ khán giả. Có lẽ khi đã trót say lòng với giọng ca trong trẻo này, thì dù qua bao lâu đi nữa, chỉ cần tiếng hát ấy còn cất lên thì yêu thương vẫn còn mãi riêng dành. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Cười Đổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.